Trì và toàn thể chư tăng ở tại trường hạ chùa Xá Lợi. Kính thưa đại chúng, Minh Thành là học trò của hòa thượng viện chủ cũng như là thượng tọa trụ trì ở đây. Nhớ lại là hơn 20 năm trước, Minh Thành an cư ở đây liên tục 3 năm. Và được sự chỉ dạy lợi ích rất nhiều từ mấy chùa thân thương Phật học Xá Lợi của chúng ta. Và nơi đây là nơi trung tâm đào tạo ra rất nhiều những cư sĩ, những tu sĩ có tài, có đức. Để phụng sự cho Phật Pháp, cho chúng sanh. Đặc biệt là Thượng tọa trụ trì là một trong những vị cũng gánh vác một sự nghiên cứu về Phật Pháp và có những công trình rất là quan trọng cho Phật giáo. Hôm nay Minh Thành được sự chỉ dạy của Thầy về đây để chia sẻ những lời Đức Phật dạy cùng với đại chúng. Em mong rằng chúng ta sẽ hợp tác để nghe lại những lời Phật Pháp nguyên chất từ trong tạng Kinh Nikaya. Và cái điều quan trọng hơn hết mà Minh Thành muốn cúng dường đến quý Thầy là một đạo lộ, một con đường hành trì cho người xuất gia của chúng ta. Đây là một vấn đề hết sức là cấp thiết, cực kỳ quan trọng đối với người xuất gia. Hiện nay chúng ta nhìn trong cái hoàn cảnh thực tế thì là chúng ta đã có một cái đạo lộ tu tập rõ ràng hay chưa? Hay là chúng ta đang tu học chung chung rất nhiều phương pháp, nhiều cách thức? Thì con xin thưa với đại chúng là bản thân của con đó
Từ ngày xuất gia đến nay là gần 30 năm, là liên tục không có ngừng nghỉ cầu Pháp, học Pháp, hành Pháp và san sẻ giáo Pháp. Bất cứ trong nước hay là ngoài nước, có những vị cao tăng đức độ, những đạo tràng hưng thịnh, nhất là về pháp hành, là con đều đến đó đảnh lễ cầu Pháp. Và sau một cái chặng đường dài tìm cầu ở khắp mọi nơi, từ Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, trung tâm thiền quốc tế ngài Ajahn Chah, thì con đã tìm ra được đạo lộ thật sự của Đức Phật ở trong tạng kinh Nikaya. Thì cái đạo lộ đó là cái gì, thì những cái buổi chia sẻ bên thành sẽ cúng dường lên đại chúng, quý thầy lắng nghe, chiêm nghiệm và suy xét, và có thể trao đổi trực tiếp với con trong mọi lúc những cái buổi giảng, mỗi buổi mình học. Bất cứ lúc nào cũng có thể chia sẻ với nhau một cách thân thiện, thoải mái, gần gũi, trong tinh thần tầm cầu giáo Pháp. Tạng kinh Nikaya là một cái tạng kinh có lịch sử, có sự thật, và là thánh điển y cứ của Phật giáo trên toàn thế giới. Hiện tại các cái nhà nghiên cứu, những vị tu hành ở phương Tây hay là Phật giáo Nguyên Thủy, thì chúng ta đã biết là được truyền thừa trên 2600 năm. Và chính Minh Thành đi qua đó lại dưới chân các cái vị Tam Tạng Pháp Sư ở Myanmar, là các vị này là học thuộc lòng trên 35.000 trang giấy A4 về tạng kinh, tạng luật và tạng luận, học thuộc lòng, được coi là quốc bảo của đất nước Phật giáo đó. Tức là những cái vị này là đọc thuộc lòng, mà thậm chí đọc xuôi mà đọc ngược luôn. Và những vị này là được một cái sự ưu đãi đặc biệt từ chính phủ cung cấp đất, kinh phí xây chùa, tất cả chi phí xe cộ máy bay, và hàng tháng là cúng dường lương, cúng dường hàng tháng cho những cái vị mà được gọi là quốc bảo. Đó là những vị Tam Tạng Pháp Sư mà duy nhất chỉ Myanmar mới có, là mười mấy vị. Thì như vậy thì Phật giáo gọi là Nguyên Thủy được truyền thừa ở các nước, thì đương nhiên là cái tạng kinh Nikaya đó là thánh điển duy nhất và độc tôn được truyền thừa gần 3.000 năm. Còn ở phương Tây gần đây đó, thì người ta cũng đã phiên dịch ra tiếng Anh, ngài Bodhi phiên dịch ra hết những cái bộ kinh Nikaya, và các cái nhà nghiên cứu tu học thì lấy cái bộ đó làm thánh điển y cứ. Thì xin thưa với đại chúng là con hiện nay đó là chuyên nhất 100% trong tạng kinh Nikaya. Thì như vậy thì trong tạng kinh Nikaya là nói cái gì? Tóm đâu tinh hoa tinh tủy, cái lõi của tạng kinh Nikaya là nói cái gì? Năm bộ: Thượng bộ, Trung bộ, Tăng chi bộ, Tương ưng bộ và Tiểu bộ. Thì trong đó là nói cái gì? Cái gì là lõi của tạng kinh Nikaya?
Rồi con xin thưa với quý thầy là chúng ta sẽ từ từ, mình sẽ giống như là mình cái mô hình của cái tháp vậy đó, mình đi từ từ lên là mình sẽ thấy được cái đỉnh tháp. Thì đó, trong năm bộ Nikaya đó, nếu mà mình nói mà kỹ nữa đó thì bốn bộ thôi, là tiểu bộ là sau này đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm. Cho nên nếu mà mình nghiên cứu mà sát sao đó thì là bốn bộ. Và cái tiểu bộ là sử dụng một phần nào thôi. Tại cái quyển đó, cái bộ kinh đó là sau Đức Phật, theo lịch sử đó là sau Đức Phật hơn 200 năm. Thì như vậy thì ở trong bốn bộ Nikaya đó, mà nếu như mà mình á mà nghiên cứu kỹ á, tìm hiểu đó, thì giống như là Ấn Thuận Đạo Sư đó là hơn 60 năm trầm mình trong Pháp Tạng, mà được lãnh đạo của Đài Loan đó ca ngợi là huyền trang thời hiện đại. Ấn Thuận Đạo Sư ở Đài Loan, không biết quý thầy có nghe tên ngài không? Thì là những cái tác phẩm của ngài mà nghiên cứu đó, thì xin thưa quý thầy là ngài là thường thường đóng cửa rồi ở trong đó nghiên cứu một mình, chứ ngài không phải là đi học bằng cấp gì cao hết, mà ngài là nghĩ là chuyên đóng cửa lại mà nghiên cứu. Mà cái tác phẩm của ngài mà đưa ra đó thì là Nhật Bản á trao cho ngài một cái bằng tiến sĩ danh dự đầu tiên. Cái người mà ở Đài Loan mà được cái bằng tiến sĩ danh dự đầu tiên của Nhật Bản là Ấn Thuận Đạo Sư. Minh Thành có qua cái chỗ Tuệ Nhật giảng đường của ngài. Sư bà Chứng Nghiêm cũng là gặp ngài ở đó và về đó là thành lập ra gọi là, quý thầy biết gì không? À, Hội Từ Tế, là một trong tứ đại thiên vương của Phật giáo Đài Loan. Đài Loan nó có bốn cái tâm lớn. Phật Quang Sơn là Tinh Nhân Đại Sư, Pháp Cổ Sơn là Thánh Nghiêm Pháp Sư, Trung Đài Thiền Tự là Duy Giác Trưởng Lão, và Từ Tế Hội là Chứng Nghiêm Pháp Sư. Thì á, ngài Ấn Thuận á, ngài kết luận như thế nào? Tương ưng bộ kinh, hay còn gọi là tạp A Hàm, là tương ưng A Hàm đó. Ngài không có dùng cái từ tạp mà ngài dùng là tương ưng A Hàm. Chứ ngài phát hiện ra là tương ưng bộ kinh đó là vô biên thậm thâm pháp nghĩa. Vô biên thậm thâm pháp nghĩa là cái tương ưng bộ kinh. Tức là từ ở trong bốn bộ, năm bộ đó, mà nếu như mình có thể rút gọn lại được đó, mình không có nhiều thời gian đó, thì mình có thể đào sâu vô trong cái tương ưng bộ, là cái bộ đó là gom lại hết những cái pháp nghĩa thâm sâu, tinh hoa, tinh tủy, cốt lõi là nằm trong tương ưng bộ. Và cái tương ưng bộ này đó, mà nếu mà mình gom lại nữa đó, đây con đang nói quý thầy là mô hình của cái đỉnh tháp, để cho quý thầy có thể là gom biển cả thành một giọt nước thôi. Thì vậy bây giờ gom cái tương ưng bộ kinh lại, gom lại rồi còn cái gì? Là cái phần thiên quẩn, tức là cái phần nói về năm quẩn. Quý thầy mở ra trong đó đọc thì sẽ thấy cái chương, một cái phần gọi là cái thiên quẩn nói về năm quẩn. Như vậy thì toàn bộ tạng kinh Nikaya, hay là toàn bộ sự chánh đẳng chánh giác của Như Lai là thánh trí về năm quẩn. Thánh trí về năm thủ quẩn. Cho nên Đức Phật định nghĩa này các tỳ kheo, thế nào gọi là khổ thánh đế? Thì mình đã nghe quen những cái từ tám khổ, hay là
tam khổ, bát khổ, ba cái khổ mình nghe quen rồi, nhưng mà một cái hết sức là quan trọng nằm sau cùng mà mình không có để ý. Nào giờ mình không để ý, mình chỉ chú trọng tám cái khổ trước thôi. Mà cái quan trọng nhất sau cùng là Phật nói cái gì? Sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Đây là khổ thanh đế. Và mỗi tối, mỗi khi mình lên danh điện, mình đều đọc là chiếu kiến ngũ quẩn, nhưng mình đọc là đọc ở trong từ ngữ sách vở. Và trong cuộc sống hàng ngày đó, mình không thấy ngũ quẩn là cái chỗ nào hết. Khi mình học, mình mở ra mình mới thấy. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học một cách là lý thuyết thực hành song song. Là mình sẽ ngồi ngay tại đây, mình thực tập nhận diện năm quẩn. Chỗ này là mấu chốt. Con xin thưa với quý thầy, đây là mấu chốt. Mấu chốt. Giống như tất cả mọi người muốn bước vào chùa Xá Lợi thì phải từ cái cánh cửa chùa. Nếu ngoài cái cánh cửa đó ra thì không thể vào chùa được. Nếu mà không nhận diện ra năm quẩn thì tất cả sự tu tập của mình là ở ngoài da hết, ở trên tưởng tượng hết, suy tưởng hết. Như vậy thì năm quẩn là gì? Là như thế nào? Thì hôm nay là con xin thưa với đại chúng là con sẽ trình bày cái khái quát, tổng quát. Rồi những cái bữa sau là mình vô những cái chi tiết sâu sắc. Như vậy năm thủ quẩn là gì? Mình cứ đọc là sắc tỏ tưởng hành thức, sắc tỏ tưởng hành thức, sắc tỏ tưởng hành thức. Tương ương bộ kinh tập 3, kinh thủ chuyển. Này các tỳ kheo, khi nào ta chưa như thật thắng tri năm thủ quẩn này theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, đối với thế giới chư thiên, ma, phạm thiên, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không xác chứng rằng ta đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng, này các tỳ kheo, khi nào ta đã như thật thắng tri năm thủ quẩn này theo bốn chuyển, cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, đối với thế giới chư thiên ma phạm thiên cùng các quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên và loài người, ta xác chứng rằng ta đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Câu này có nghĩa là gì? Khi nào mà ta chưa có thật sự thấu suốt tột cùng về năm quẩn, thì cho đến khi ấy ta không có tuyên bố với tất cả mọi người, tất cả tu sĩ, tất cả chư thiên và loài người rằng ta đã đạt được sự giác ngộ tận cùng của Phật trí. Khi nào mà ta thật sự thấu suốt trọn vẹn, đồng đều, đầy đủ, viên mãn tất cả mọi khía cạnh của năm thủ quẩn, thì lúc đó ta mới tuyên bố giữa tất cả những giới tu hành, những giới vua chúa, những giới ma và chư thiên rằng ta đã chứng ngộ Phật quả tối thượng. Như vậy sự chứng ngộ của Phật là chứng ngộ gì? Năm quẩn, thánh trí về năm quẩn. Vậy bây giờ nghe là nhiều khi mình nói là Đức Phật chứng ngộ cái gì mà thành Phật, thì là mình nói đủ thứ cách hết. Nhưng mà đây là kinh Tương Ương Bộ, chứ không phải mình suy nghĩ sao mình muốn nói thì nói, không phải. Mình căn cứ theo kinh. Rồi như vậy thì đầu tiên á là sắc quẩn. Sắc quẩn này đó, thứ nhất sắc thủ quẩn là gì? Con sẽ đọc cái chánh kinh chánh văn cho quý thầy. Chính Đức Phật định nghĩa, chứ không phải là học cái này nó đặc biệt chỗ này. Con xin thưa với thầy nha, là mình không có suy nghĩ à. Mình không có suy nghĩ rồi mình tưởng tượng rồi mình nói đại à, con nghĩ vậy không được à. Tại vì cái đó con nghĩ là phàm phu, nó không phải là thánh đạo, cho nên nó không thể đưa đến thánh quả. Mà học cái này là bám sát vô từng câu từng chữ, không được sai một chữ. Nếu sai là mình đi trật lất, mình tu không có kết quả.
Đây mới gọi là thánh đạo, mới đưa đến thánh quả. Bây giờ mình là cơ trưởng mà mình lên máy bay, mình muốn bấm đại lúc nào mình bấm hay sao? Hay là phải học đào tạo bao nhiêu năm? Mình làm bác sĩ phẫu thuật mà mình vô mình muốn cắt chỗ nào mình cắt hay sao? Hay là mình muốn nghỉ ở đâu là mình cắt cái đó? Hay là nó có phải quy chuẩn nhất định? Huống hồ chi cái thánh trí không thể học một cách giống như trước nay của mình mà suy nghĩ tưởng tượng được. Chính vì cái kiểu học của mình vậy đó, cho nên là mình học không có kết quả. Mình học viết rồi cái mình nói rồi, giờ cỏ cây chim muông nào cũng phải hết trơn. Thì cái đó là đưa tới chỗ loạn pháp, là cái pháp nó bị rối loạn hết. Và cuối cùng thánh đạo không có, cho nên thánh quả không có tồn tại. Trên cuộc đời nó đi đến mạt pháp. Thành ra cái chỗ học này, con thưa với quý thầy, nó tuyệt diệu ở cái gì? Hãy cái chỗ này giải thích như vậy thì qua cái bộ kinh kia giải thích y vậy, trong cái tạng kinh Nikaya là y như vậy hết, không có một cái nào mà chỗ này nói gì qua chỗ kia nó khác, làm có nó nhất quán, nó xuyên suốt, đó là thánh đạo. Và đầu tiên là gì? Bốn đại. Thế nào là sắc? Này các tỳ kheo, bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành, đây được gọi là sắc. Cái này thì mình có học, quý thầy ai cũng biết, sắc là do tứ đại. Nhưng mà cái biết của mình á, mà trên suy luận á, trên suy diễn, suy tưởng á, là nó khác. Còn cái biết này là ở trên tuệ tri, liễu tri, thắng tri, biến tri. Ở trong Nikaya mình phải phân biệt được ba cái chữ. Ba cái chữ. Ba cái chữ này đó là ba cấp độ của sự hiểu biết. Cái hiểu biết bình thường á, của mình á, là tưởng tri, là cái biết trên tưởng tượng. Cho nên nó khi mà tới động chuyển nó, ủa, tôi tưởng nó vậy mà sao bây giờ nó không có vậy, phải không? Mình hay nghe cái câu đó, tôi tưởng nó vậy mà, tại vì cái đó là cái biết của tưởng tượng cho nên không có trúng, nó không có trúng. Cái hàng như giờ mình đang đi ở chỗ Malagui mà thấy trời mưa, thì là mấy chú đi chung Minh Thành đó, thầy ơi bây giờ trời mưa rồi, giờ về núi rồi, giờ tối thui rồi, 9-10 giờ, 11 giờ đêm rồi, giờ là không có đèn pin, cũng không có dù, không có gì hết rồi, sao Minh Thành nó không tới đó là tính, mà về tới đó đâu có giọt mưa nào đâu. Tại mình thấy ở đây là mưa rồi, mình tưởng đằng kia cũng vậy, nhưng mà kia nó khác, nó khác. Cho nên đại đa số mình lên là tưởng tri. Rồi thức tri là cái biết ở trên kiến thức, trên cái sự học hiểu, trên cái kinh nghiệm, cái biết của tri thức, của học hiểu, của kinh nghiệm. Và cái biết này là nó cũng chưa phải là cái biết rốt ráo, cho nên nó cũng nằm ở trong cái phiền não, mà có khi nó cũng trật. Tuy mình đã học rồi đó, nhưng mà có những trường hợp nó không có giống vậy. Đâu phải trường hợp nào nó cũng giống trường hợp nào đâu. Cho nên cũng làm điều đó bình thường vậy. Nhưng mà tới bữa làm đó là lại bị sư phụ rài, bị sư huynh rài. Tại bữa đó nó khác với mấy bữa bình thường. Cái trường hợp đó nó khác với những trường hợp bình thường. Mà cứ nói vậy là anh vậy, mà không có vậy là mình không chịu. Không phải. Thì cái biết thứ hai là cái biết của tri thức, của kiến thức, kinh nghiệm. Cái biết thứ ba là biết của trí huệ. Mình đang học đây là tuệ tri. Biết của trí huệ là cái biết mà tới luôn cái bản chất, bản tánh của các pháp. Biết bằng trí huệ. Thì biết bằng trí huệ là mình trở lại vấn đề là gì? Là bốn đại. Và sắc do bốn đại tạo thành. Đó là định nghĩa của chữ sắc. Vậy như vậy thì cái sắc này đó là nó phải được một sự nghe liên tục và tư duy quán chiếu liên tục, để nó làm cho mình thay đổi cái cách nhìn. Còn nếu mà không á, thì đại đa số mình là gì? Một cục thịt 6-70 kg này là tôi, là của tôi.
Nó không có dính dáng gì tới cái lúc mà mình mở kinh ra hết á. Mình mở kinh ra mình nói đây là tứ đại, nhưng mà mình trở ra rồi thì đây là tôi. Thì như vậy thì cái sự học và cái đời sống thực tế của mình là nó không có dính dáng gì nhau. Nó không có gắn kết lại. Nó không phải là tuệ trí. Nó là thức trí. Là tưởng trí. Thì như vậy thì ở đây nói một định nghĩa cái chữ sắc đó, đó là ở đây đó mình phải tu tập như thế nào. Mình phải có sự quán chiếu. Thì con xin thưa quý thầy rằng là ở bên cái lớp trung cấp á, thì con có giảng quán chiếu về tứ đại. Là tới mười mấy buổi lận, nhưng mà hình như đem lên mạng mới có 5 buổi thôi. Thì quý thầy có thể là nghiên cứu thêm cái phần đó để hiểu sâu rộng hơn về cái tứ đại. Phải có một cái sự thực tập quán chiếu. Và quán chiếu 4 đại, ở đây con nói sơ lược thôi, tổng quát thôi. Ví dụ như quý thầy ngồi một hồi á, thì mình thấy nó nóng. Những cái chỗ hầm nó nóng ở trong cơ thể mình á, thì mình phải biết cái đó là gì. Không phải mình nóng, không phải mình nóng, mà mình phải tách khỏi cái nhìn nhận sai lầm. Mấy chục ký lô này là mình, mà mình nói là sắc quẩn nó nóng, quả đại nó bốc lên nó nóng. Quả đại nó gồm nội, nội quả đại và ngoại quả đại. Phong đại cũng vậy, nội phong đại và ngoại phong đại. Thủy đại cũng vậy, địa đại cũng vậy. Tức là mình ngồi lại mình phải nhìn thấy, mình phải nhận diện tứ đại của sắc quẩn. Khi mình ngồi thiền mình phải nhận diện. Phải nhận diện. Và luôn luôn mình phải niệm tứ đại. Niệm 32 thể trược và niệm 9 giai đoạn của một tử thi. Mình phải niệm thì từ từ đó mình mới tách cho một cái cách nhìn mê lầm sai lầm của thân kiến ra khỏi mình được. Mình mới bắt đầu thể nhập thanh tri. Mình phải chuyển cái phàm tình từ 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 đó. Nó bắt đầu nó đi vào trong thánh trí. Mà không phải một ngày một buổi được. Mình phải tập hoài trong những lúc ngồi thiền. Trong bất cứ những lúc nào rảnh mình phải tập. Mỗi khi mình suy nghĩ tôi là mình bỏ xuống liền. Đây là sắc quẩn. Mình phải nhận diện được sắc quẩn. Khi đi bước từng bước mình biết đây là sắc quẩn bước. Mình loại bỏ khỏi trong cái suy nghĩ của mình là một cái tôi. Một cái tự ngã. Một cái mình. Phải loại bỏ ở trong cái suy nghĩ của mình, ở trong nhận thức của mình. Thì đó mới bắt đầu mình nhận diện được cái phần sắc quẩn. Mỗi khi nó suy nghĩ là mình sắc tứ đại, sắc quẩn. Mà cái này mà mình thực tập được, còn quý thầy này nó tuyệt diệu lắm. Từ từ á, mình sẽ phá vỡ cái thân kiến. Tức là cái kiến chấp về thân, cái sự nhìn nhận sai lầm về thân. Nhìn nhận sai lầm về thân là gì? Là cho rằng mấy chục ký lô này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Nhưng mà rầm là một đống thịt bậy nhảy, là máu, là mủ, là mỡ, là xương, là da, là tủy, là não văng ra đường như vậy. Lúc đó mình ở đâu? Đó chỉ là sắc quẩn thôi. Sắc quẩn thôi. Mà hàng ngày là mình ngồi thiền, mình phải quán về tứ đại 32 thể trược. Cái này con có chia sẻ ở trên Chùa Hoằng Pháp à. Rồi quý thầy có thể tham khảo cái bài Trí tuệ bất tử giảng cho trường hạ Chùa Hoằng Pháp. Là 6 cái khía cạnh để niệm thân. Niệm quay nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm 32 thể trược, niệm 9 giai đoạn một tử thi. Bắt buộc là phải đầy đủ như vậy đó. Thì Đức Phật gọi là gì? Đó là hương vị của bất tử. Niệm hơi thở, niệm quay nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm 32 thể trược và 9 giai đoạn của một tử thi. Ngày nào mình cũng quán niệm vậy hết. Đó là cái pháp tu mà thời Đức Phật còn tại thế. Mà khi mình quán như vậy đó, thì con tư thiệt với quý thầy đó, dục tham ở trong người của mình nó sẽ được lắng dịu chắc chắn ngay khi mình quán chiếu. Mình sẽ có một cái phương pháp, nghĩa là sắc bén thuần phương bảo kiếm, để mà mình giết từ từ cái dục ái tham cho người mình. Nó dần dần nó sẽ bị nhiếp phục, bị khuất phục.
chế phục và cuối cùng là mình đoạn tận thì nó mới thể nhập được các cái thánh quả. Còn bây giờ nhiều khi mình tu với con thương quý thầy này, con không nói ai, chính bản thân con thôi. Mình tu nhiều khi cả chục năm, 20 năm mà chưa có một ngày bữa nào ngồi là quán bất tỉnh chứ. Không có. Cho nên là sao? Dục tham ái bên trong nó còn yên nguyên. Gặp duyên gặp cảnh là nó bừng bốc lên, là nó thiêu đốt, là nhiệt não, là khát ái, là dục vọng. Rồi mình bị nó, nghĩa là nó quần mình, coi như là công chúng là mình không biết đường đâu. Mình rất là thương những huynh đệ trẻ, nhất các trường Phật học, tâm sự với bên thành lại không biết làm thế nào trời trời. Tại sao vậy? Tại mình không học cái này nè. Mình không có cái phương pháp nhiếp phục mà nó quậy mình chứ. Nó quậy mình chứ. Mà cái phương pháp mà quán về bất tỉnh là nó tuyệt diệu, thần công, con xin thưa quý thầy. Nó thạ cực kỳ dí diệu. Tại mình không làm, mình làm đúng phương pháp đi là lập tức đến đây mà thấy có hiệu quả tức thời, không có trải qua thời gian. Thiết thực hiện tại. Mình phải ngồi lại, nhắm mắt lại mình quán chiếu ra, bứt hết tóc xuống, tóc còn cộng nào đâu bứt người đời. Rồi là làm gì? Giải phẫu rọc xuống hết tay nè, mở ra như vậy nè, ruột nó trào ra, phổi trào ra, tim trào ra, máu chảy ra, mở tràn ra, bóc ra từng miếng, đây là la lách để qua trước mặt, đây là trái tim, đây là dạ dày, đây là phổi, đây là ruột già, ruột non, đây là phân, nước tiểu, máu mủ, đây là nhổ hết 30 mấy cái răng để rồi một đống máu nó chảy như vậy đó, bứt hết tất cả móng tay móng chân để một đống 20 cái móng tay móng chân đó, lột hết da ra để nhìn thấy một cái bộ xương, một cái đầu lâu, một đống bậy nhầy tràn ở trước mặt của mình đó. Cái gì là tôi, cái gì là của tôi. Mình quán cho tới mình nó rung động cơ thể mình hết. Nổi da gà hết, nó chấn động hết, nước mắt mình tràn ra hết. Khi mình phát giác ra được một cái tính chất trống rỗng, trống rỗng, bất tỉnh, dơ dáy, bẩn thỉu, hôi hám, hôi tanh, máu mủ, ung nhọt, chẳng có một cái gì là minh thành ở trong đây hết á. Đó là một cái đống dơ bẩn hôi thối, tanh hôi, máu mủ. Quán thâm sâu vô như vậy đó là nó tung hết tất cả cảm giác cảm thọ trong con người mình ra. Và cái trí huệ của mình bắt đầu, cái thánh trí bắt đầu nó khởi động. Những cái lúc đó là lúc thánh trí nó rực sáng ở trong tâm cảm của mình. Mà cứ làm liên tục như vậy, ngày nào cũng vậy hết đó, là dục tham ái sẽ được nhiếp phục, sẽ được đoạn giảm, và nó sẽ đi đến cái chỗ diệt tận. Tuyệt diệu lắm, con thưa quý thầy, tuyệt diệu lắm. Mình phải dấn thân trên con đường này. Bao nhiêu năm qua rồi mình đi lòng vòng, không có biết đường đâu mà đi. Đây là thánh đạo, đây là thánh đạo này các tỳ kheo. Ta đã đi trên con đường này, đã chứng ngộ, các thầy hãy tin tưởng ở nơi ta, hãy đem hết sức lực của mình dấn thân chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ, chứng đắc những điều chưa chứng đắc, chứng đạt những điều chưa chứng đạt, rồi các thầy cũng sẽ như ta. Này các tỳ kheo, đây là căn nhà trống, nọ là những gốc cây bờ suối ven rừng. Hãy sống một mình, viễn ly. Hãy nỗ lực tinh tấn thiền định, chớ có buông lung phóng dật, để sau này phải hối hận. Đó là lời giáo huấn của ta cho các thầy.
những gì mà bậc đạo sư phải làm vì lòng từ mẫn, vì lòng thương xót, ta đã làm tất cả. Việc còn lại là chính ở nơi các thầy. Hãy nỗ lực, tất cả hành pháp là vô thường. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Thành ra những cái lời của Đức Phật ở trong tạng kinh đó, mình đọc vô là mình rung động, chấn động, xúc động, mình tràn nước mắt đó. Giống y như là mình được đang đối diện với Đức Thế Tôn mà nói chuyện với mình. Một người cha, một người mẹ, một bậc thầy lớn, mình phải thực tập. Cho nên khi mà mình quán thâm sau vô tứ đại, vô 32 thể trược, mà từng món trong cơ thể mình móc ra hết, mình ngồi đó mình quán. Rồi cho tới là chính giai đoạn có một tứ thi nữa mình sẽ học. Mình học qua những cái phần đó mà con sẽ chia sẻ kỹ. Chính giai đoạn một tứ thi là mình phải ngồi lại là mình quán chiếu cái gì, cái thân mình đó là nó hước nó lấy hơi lên, và cuối cùng là nó tắt hơi và nó nằm xuống bất động. Trắng bệch, xanh lè, lạnh ngắt, bầm tím, và cuối cùng phình trương lên, nứt nẻ ra, mủ chảy ra, máu chảy ra, những chất dịch trong cơ thể chảy ra. Rồi bắt đầu nó ăn, nó ăn từ trong cái bộ đồ lòng, những phần mềm nó ăn, nó tràn ra, nó bò nhéo nhúc hết. Nó ăn trong hai khóe mắt, nó ăn lên mặt, nó ăn xuống hai bắp đùi, dòi, nó bò lúc nhúc đầy hết trong cái cơ thể của chính bản thân mình. Rồi cuối cùng máu thịt lần lần khô lòi ra là da, là bộ xương, trơ xương, tháng năm rã rời từ từ. Cuối cùng kia là đầu lâu, đó là xương sườn. Chỗ kia là xương ống quyển, xương chân, xương tay, xương ống tay. Và 5 tháng, 2 năm, 3 năm cuối cùng là nó nát ra thành tro bụi. Quán như vậy, quán thâm sâu như vậy. Và những hình ảnh đó, nó là gì? Nó là tài sản, là bảo bối thật sự của người xuất gia mình. Và bất cứ lúc nào mình cần nó là cái định tướng nó hiện ra trước mắt của mình. Ngồi đây là 40 bộ xương đang di động, 40 cái đầu lâu, 40 cái bộ xương, những hình ảnh của bộ xương, của giòi ăn, của những đống thịt bày nhầy đó, của cái thân phình trương mà nứt nẻ chảy mũ máu ra đó, là nó phải luôn luôn được cất giữ kỹ lưỡng ở trong nội tâm của mình. Và bất cứ lúc nào mình gặp những cái sắc mà nó đến là mình móc cái đó ra liền. Mình móc cái là thượng phương bảo kiếm, mình móc lá bùa hộ mệnh, mình móc miễn tử kim bài ra để mình chiến đấu. Mình không để cho các cái sắc đó nó xâm nhập, nó xâm chiếm nội tâm, nó áp đảo mình. Mà như vậy thì con thưa quý thầy là mình có một cái sức nội lực thánh trí, mà mình phải được sự huấn tập nghe. Con xin thưa quý thầy là một ngày mà con nghe Đại Tạng Kinh cho tới bây giờ đó, một ngày của con là không có dưới là 7-8 tiếng, ngày nào cũng vậy hết. Cho nên á, là chúng ta phải có một cái sự quán chiếu sâu sắc để mình thấy được cái gì đó là sát quẩn đó. Nãy giờ là mình nhận diện sát quẩn đó. Sát quẩn cái bản chất mà nó vậy, là bản tánh là như thế, bản chất là như thế, không thể vượt khỏi bản chất ấy. Này các tỳ kheo, thân này bản tánh là như thế, bản chất là như thế, không thể vượt khỏi bản tánh ấy. Nó là bộ xương, nó là đống tro, nó là những con dòi, nó là cái hũ cốt, nó là cái nấm mồ, không hơn không kém. Phải nhìn thấy được những hình ảnh nó để chi, nó mới đánh tan được những cái mà lầm chấp vô minh tham ái chấp thủ thân kiến ở trong nội tâm mà sâu dày ngàn trưởng của mình trong bao nhiêu kiếp. Những cái đó nó mới vô, nó mới đủ sức mà nó đánh đổ mấy cái kia.
đánh đổ, đánh sập. Cho nên một cái sự dụng công phải là hết sức liên tục tinh tấn và luôn luôn nội soi, soi rọi lại. Như vậy thì thâm sâu ở trong cái nhận thức của mình đó, mình phải có một cái sự chuyển hướng. Đây đó là chính địa vị đáng được tôn trọng, đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Cái địa vị đầu tiên gọi là địa vị chuyển tánh. Địa vị thứ hai là hướng dự lưu. Địa vị thứ ba mới bắt đầu nhập lưu. Ở đây còn chỉ nói cái địa vị thấp nhất là chuyển tánh. Chuyển tánh là gì? Là một cái sự mà thay đổi, chuyển đổi cái cách nhìn của mình. Bởi cái cách nhìn của vô văn phàm phu nó khác với cách nhìn của đa văn thánh đệ tử. Thế nào là sự đặc thù, thế nào là sự khác biệt, thế nào là sự phân biệt giữa một người tu và người không tu? Chính là cái chỗ nãy giờ mình nói đó. Tức là cái nhìn của mình nó không phải là tôi, không phải của tôi, mà nó là một cái đống xác, đống thịt, đống mỡ, đống máu, đống mủ, đống xương. Cái đó mới gọi là chuyển tánh, là trí huệ của đa văn thánh đệ tử. Còn nếu mà mình không có thay đổi cách nhận thức của mình, không có một sự quán chiếu, không có sự thay đổi, thì đó vẫn là vô văn phạm phụ. Dầu cho mình có nghe cái gì đi nữa thì cái nhận thức bên trong mình cũng còn y nguyên cái phạm tình y trang. Mình đâu có thấy được đó là sắc vẫn đâu. Mà lúc đó một cái tôi chỉnh hình, mà không khéo cái này là một cái sự đau lòng. Đau lòng càng tu cái bản ngã càng lớn. Đây là một sự đau xót, xót xa vô cùng, mà nhục nhã vô cùng, hổ thẹn vô cùng, tàm quý vô cùng. Khi mà còn cư sĩ mới vô chùa, khi mà còn tập sự dễ thương, dễ bảo, dễ xa, dễ biểu, dễ ở, dễ sống. Nhưng mà khi đã thọ một cái giới lên rồi là ôi thôi, sư phụ, đại ca, mình đi sai đường rồi, mình đi lầm đường rồi, mình đi trật đường rồi. Đó là thối đọa, là sự lùi lại và rơi xuống ở trong pháp và luật của Như Lai. Tại sao vậy? Tại mình đâu có thực tập quán chiếu nhận diện sắc quẩn đâu. Luôn luôn lúc nào ở trong tâm của mình là một cái hình bóng lờ mờ mập mờ về mình, về của mình. Lúc nào cũng vậy hết. Mình nghĩ rằng này, bây giờ mình đang ngồi đây, mình nghĩ chút xíu chuyện này, mình ăn cái gì đó, mình đi đâu đó, thì cái bóng mờ mờ nó hiện ra. Đó là gì? Là thân kiến. Thân kiến. Mình sẽ nhận diện năm quẩn luôn với thầy, thấy tuyệt diệu lắm. Đây là mới có sắc quẩn thôi đó, đã lắm. Tù cái này nó sướng lắm, nó gọn lắm, nó rất gọn, mà nó trực tiếp nó đánh vô tổng hành dinh, căn cứ địa của tham sân si phiền não và bản ngã, nó đánh sập hết. Sập hết, vỡ hết, tan hết. Tuy rằng mình chưa có thành công để mình diệt tận, nhưng ít nhất mình thấy biết là mình bắt đầu khai chiến, bắt đầu mình chiến đấu. Còn hồi xưa mà mình không có nhận ra được năm quẩn là mình không có chiến gì chứ. Chiến bại không mà không có chiến chứ đừng nói gì chiến bại. Chiến thì mới có chiến bại, chứ không có chiến lấy gì có bại. Tại vì mình nhận giặc làm con mà. Bất cứ lúc nào mình suy nghĩ là cũng một cái tôi và cái của tôi hết. Cho nên bước vào cái cửa này là cái cửa gọi là thánh trì kiến, còn gọi là thánh thể nhập, là sự thể nhập của bậc thánh. Cái này nó hay lắm. Nãy mình đã có nghe bốn chuyển rồi, thì con thưa quý thầy là bốn chuyển là cái gì? Bốn cái khía cạnh. Còn một cái thứ hai nữa là bảy trí huệ của sắc quẩn. Cho nên trong năm quẩn đó, mỗi một cái quẩn như vậy phải thành tụ bảy cái loại trí huệ, tổng cộng là 35 loại trí huệ. Bảy trí về sắc, bảy trí về thọ, bảy trí về tưởng, bảy trí về hành, bảy trí về thức. Mình phải học thuộc lòng thì mình phải quán chiếu tu tập thì nó mới có cái công năng, nó đánh phá được. Thì bốn chuyển là gì? Là ta đã thắng tri sắc, ta đã thắng tri sắc tập khởi, ta đã thắng tri sắc đoạn diệt, và ta đã thắng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Cái chỗ tuyệt diệu ở đây là cái chỗ gì? Là Đức Phật biết là sắc đó là cái gì,
và từ đâu mà cái xác này nó sanh khởi, rồi cái xác á tại sao mà nó đoạn diệt, và làm thế nào để đưa đến cái chỗ đoạn diệt chấm dứt. Đó mới là trí huệ và sắc. Thì mình sẽ biết được là cái thân này từ đâu nó sanh khởi rồi mình biết. Và cái thân này tại sao nó chấm dứt mình biết. Biết hết, mình biết rõ hết. Và làm thế nào để cho nó chấm dứt biết luôn. Rồi đó, cái chỗ thâm sâu này nè, quý thầy sẽ bất ngờ luôn. Những cái cảm giác ở trong thân ta của mình á, cảm giác á, là mình biết làm sao cho, từ đâu mà nó sanh khởi, làm sao để cho nó chấm dứt. Rồi những cái tưởng mà trong nội tâm mình, những hình bóng lờ mờ trong tâm mình nãy con mới nói đó, cái tưởng đó khi mình nghĩ rằng chiều nay mình ăn cái gì hay mình đi đâu đó, là cái hình bóng nó hiện ra trong tâm mình, cái đó là tưởng quẩn. Và mình biết từ đâu mà có ra những cái tưởng này, và có phương pháp làm cho cái tưởng này nó chấm dứt. Nó tuyệt diệu như vậy đó. Rồi đó, mình sẽ biết từ đâu mà nó suy nghĩ, tại sao mà nó có suy sanh khởi cái suy nghĩ này. Rồi mình biết cách làm cho nó chấm dứt suy nghĩ. Chỗ này là chỗ mà gọi là tối thượng tuệ, chánh đẳng chánh giác mới chỉ được cái này. Đây là một cái môn mà tâm lý học tối thượng vĩ đại của 3000 đại thiên thế giới, chứ không phải nói của toàn cầu. Mình biết luôn, mình biết từ đâu mà cái suy nghĩ này nó sanh khởi, và làm thế nào cho cái suy nghĩ này chấm dứt. Thành ra quý thầy thấy cái gì nó có tuyệt diệu không? Đó mới là cái pháp của bậc chánh đẳng chánh giác chứ. Thì con thưa với quý thầy là gì? Là nó năm quẩn là cái bàn tay mình đây nè. Hồi nãy giờ mình nhận gì là sắc quẩn nè, thọ quẩn là những cảm thọ, cảm giác. Nó luôn luôn có trong thân mình mà mình không biết. Mình tưởng đâu cái cảm giác đó là mình. Đây là cái lầm lạc thứ hai. Có 3 loại cảm giác, nói gọn 3 loại cảm giác: cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Quý thầy có thể có nghe rồi, có nghe rồi, và cũng có nghe rồi, có biết rồi, nhưng mà mấy thầy không có mình để ý, để mà mình bây giờ mình học là gì? Là lý thuyết thực hành song song, là mình phải nhận diện được nó, chứ không phải là chỉ trên từ ngữ hay là trên miệng nói hoặc là hiểu về nó, mà mình phải nhìn thấy được nó. Và nó đang vận hành như thế nào ở trong thân tâm mình, mình phải thấy, phải biết, kiểm soát. Như vậy thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm thọ quẩn. Chữ quẩn là gì? Là sự tụ tập, là đóng, là nhóm, tích tụ, tích tập, nhóm họp. Nói đơn nôm na là 5 cái đóng: đóng sắc, một đóng cảm giác, một đóng tưởng, một đóng suy nghĩ là hành, và một đóng nhận thức rõ biết. 5 cái đóng này là mình chết hết, tất cả chúng sanh trong tam giới là chết hết với 5 cái đóng này, là nằm trong cái bàn tay của ma dương. Cho nên Tôn Ngộ Không là nhảy hoài mà nhảy không có ra được, là 5 quẩn đó, chứ không có gì khác hết đó. Mình nhớ Như Lai Phật Tổ phải không? Đưa cái bàn tay rồi Ngộ Không nhảy hoài, nhảy không có ra đó, là nhảy không có ra khỏi 5 quẩn, đó là 5 thu quẩn. Chứ cái cảm giác này nè, là mình thật sự là cái cảm giác này nó nhận chìm thế giới. Còn có 3 bài nói chuyện cảm giác nhận chìm thế giới. Mấy thầy nghe 1, 2, 3. Tất cả chúng ta là chết ở chỗ cái cảm giác này nè. Mà con xin thưa là từ 5 quẩn đó, mà nếu mà tóm thâu lại cái chỗ mà chót đỉnh của cái tháp mà chính là ở chỗ cảm giác này. Cái cảm giác này là cái chỗ mà Đức Phật gọi là thọ, là chỗ hội tụ của tất cả các pháp cảm thọ. Trong cái cảm thọ của mình á, trong cái cảm giác của mình là tất cả pháp nó hiện trong đó hết. Bây giờ mình nói mình tu á, là mình phải dẹp tham sân si, dẹp những cái ham muốn, những cái nóng giận, những cái si mê. Bây giờ con xin hỏi với thầy, gì chết cái tham sân si nó ở đâu mà dẹp? Giờ mình đi đánh giặc mình phải biết giặc nó ở chỗ nào chứ, mà mới tới đó mình dẹp giặc nó được chứ.
Giờ tham sân si nó ở đâu? Mình nói hoài là tham sân si đó, mình tu là để diệt tận tham sân si đó, mày chứng đắc niết bàn. Giờ tham sân si nó ở đâu mà dẹp? Không biết chỗ làm sao dẹp, không biết chỗ làm sao trị đó. Con thưa với quý ngài, ở trong cảm giác, ở trong cảm giác, mình phải thường trực nhìn lại cảm giác, mình mới thấy được sự sanh khởi, vận hành và hoạt động của tham sân si. Nếu mình không nhìn vô cảm giác là mình không có biết. Ví dụ, còn ví dụ những cái rất bình dị thôi. Mình thích ăn cái món đó, cái món bún riêu hay bánh canh hay là bánh xèo hay là lagu gì đó. Mình thích ăn mấy cái món đó, mà cái bữa đó là đúng ngay chân là làm đầy đủ hết những cái món mà mình thích, 8 món dọn lên. Thì cái lúc đó là ở trên là quý ngài đáp từ, mà sao đáp dài quá đi. Giờ thì nó cũng tới rồi, mà đáp từ thì đáp dài quá đi, mà mình bụng thì đang đói, mà món thì mình thích, mà giờ thì đã tới rồi, mà trên đáp từ dài. Thì lúc đó nếu mà mình nhìn cảm giác, mình sẽ thấy được cái gì? Con chỉ cho quý thầy phân biệt 3 cái loại khác nhau: dục, ái và tham khác nhau. Ở bên trong là một cái cảm giác thúc dục. Thúc dục muốn ăn. Bởi vậy là được cho ăn rồi đó. Thì lúc đó thì sao? Thì khi mà đó, mình gấp á, mình ăn á, là có khi là cái nhai của mình á nó chưa hết, thì mình đã gấp một cái kế bên múc mình chờ sẵn rồi, rằng mà chưa hết mình cũng đưa vô cho nó lẹ. Đó là dục. Thành ra cái chỗ này tu mình mới thấy nó tuyệt diệu lắm. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng dục là cái nam nữ bình thường, cái đó khỏi cần tu, người ta cũng biết nữa. Vậy đâu cần tu. Nếu mà nó dục mà chỉ có nam nữ, vợ chồng ông ngoài đó, thì cái đó đâu có cần tu, người ta cũng biết vậy. Cái đó là cái dục phàm phu thấp hèn bình thường của chúng sanh. Còn cái mà trí tuệ về dục của thánh đệ tử là nó thâm sâu, vi tế nó nhỏ nhẹm, nó chỉ cần mấy động ở trong cảm thọ là mình phải thấy là một sự thúc dục ở bên trong. Gấp phải một món, gấp 3-4 món vậy, gấp vậy, gấp để vô cái chén giống một chén cúng cơm. Đó là gì? Mình thấy không? Là gì? Một sự thúc dục. Rồi khi mà mình nhai đó, mình ăn cái món mà mình khoái đó, thì lúc đó là sao? À, mình có một cái cảm giác thích thích, khoái khoái, khoan khoái, thích thú nó đã. Đó là ái. Mà mình có nhìn thấy không? Cái cảm giác nó đang có mặt, nó đang sanh khởi, nó đang vận hành, nó đang có mặt, mà mình không thấy, không biết. Đó gọi là vô minh, si mê. Mình cứ thấy là mình đang sướng, mình đang đã, mình đang ăn ngon, thì như vậy là phàm phu rồi, vô văn phàm phu rồi. Mình đâu có thấy lúc đó là thọ nó đang sanh khởi, mà cái thọ gì mình không biết. Và trong cái thọ đó là nó có dục, có ái, có tham. Mà cái chỗ mà ngồi hoài mà không có nghĩa là ăn cho nó nhanh, chờ lâu quá thì trong đó nó có khó chịu, là sân. Thành ra mình đừng có tưởng là ngồi trên qua đường đó nó mà hoàn toàn thanh tịnh, tham sân si bản ngã nó đầy dẫy ở trong đó hết á. Tất cả các lậu hoặc ô nhiễm nó đầy dẫy trong đó hết, tại vì mình chưa có thành tựu trí huệ của bậc thánh để mình thấy được. Hàng ngày của mình á, con xin thưa quý thầy, là nó đầy dẫy hết. Chỗ nào mình sẽ từ từ mình học, mình khủng khiếp lắm. Nó đầy dẫy dục tham và ái vô minh và bản ngã. Mà cái công cuộc của người tu mình là gì? Cái công trình vĩ đại ở bên trong là cái công trình thanh lọc, tẩy rửa, diệt tận tất cả mọi ô nhiễm đó. Đó là công trình của bậc thánh, của bậc thánh.
Cho nên mình phân biệt được ba cái. Con xin nhắc lại quý thầy nhớ là một cảm giác thúc giục. Thí dụ bây giờ nó đi chơi đi, thúc giục không? Mà nghe nói rằng là ngày mai là mình đi ra Hà Nội chơi nha, cho chuyến đi thí dụ, rồi tối đó nó có thúc giục không? Ở đâu nó dẫn hành trong đó, thọ tưởng hành thức nó dẫn hành trong đó ha, là nó tưởng ra đi mình sẽ đi đâu đó, cái hình bóng mình nó hiện ra đó là tưởng. Rồi nó suy nghĩ, nó suy nghĩ làm gì làm gì làm gì là hành à, rồi cái thọ nó cảm giác đã đi vậy sướng, nó lăn qua trở lại, nhiều khi nằm chim bao thấy nữa. Ôi cha ơi, thấy chưa, đó là thọ tưởng hành thức nó vận hành đó. Cho nên trong một cái bữa ăn đó mình nhìn thấy được nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Nói ví dụ mình học tới 3 giờ là hết à, nhưng mà bữa nay là 3 giờ 5 rồi sao còn ngồi nói nữa. Là trong đó cảm giác gì? Sân liền. Ghê gớm như vậy. Đừng có nói là tới 3 giờ 5, 3 giờ thôi, ở quay qua giờ đồng hồ hoài. Thấy nó khiếp không? Đó là cái việc hoạt động của cái thọ đó. Cái cảm giác nó hoạt động, cái hành nó hoạt động, cái tưởng nó hoạt động, cái thức nó hoạt động, nó ngũ quẩn nó vận hành đó. Mà mình không có kiểm soát được, mình không có hộ trị căn, mình không có nhìn thấy được các cái thọ. Cho nên sao? Nó hoàn toàn xâm chiếm, chế ngự, áp đảo. Và mình sống ở trong một cái bóng đêm. Đức Phật nói này các tỳ kheo, mắt là mù lòa. Này các tỳ kheo, các sắc là mù lòa. Này các tỳ kheo, nhãn thức, cái sự rõ biết các sắc là mù lòa. Này các tỳ kheo, nhãn xúc là mù lòa. Cái chỗ mà con mắt nó tiếp xúc, cái chỗ đó là các ông mù lò. Này các tỳ kheo, thọ do nhãn xúc sanh. Một khi con mắt tiếp xúc mà sanh ra cái cảm giác, lúc đó các ông mù lò. Này các tỳ kheo, tất cả là mù lò. Cho nên cái cảm giác này nó khủng khiếp lắm. Ở trong đó nó tham sân si bản ngã, rồi trong đó từ bi hỷ xả, tất cả thiện pháp công đức hay là ác bất thiện pháp thì nó ở trong đó hết. Cho nên tất cả pháp lấy thọ làm chỗ hội tụ, trong bài kinh cội rễ của tất cả sự vật. Với mình nhìn vô cảm thọ là chỗ đó, nó thật sự nó là tàn thức đó, nó là kho tàn chứa đựng hết tất cả hàng tồn kho, nó nằm trong đó. Tại sao mà cái thọ này nó lại có cái công năng mà to lớn mà chứa đựng hết tất cả? Là tại vì cái thọ này đặc biệt hơn các cái quẩn khác. Bây giờ quý thầy thấy đi, giờ mình nhận diện tưởng. Bây giờ nhận diện tưởng. Dù quý thầy ngồi đây, quý thầy nhớ là không biết giờ ở nhà mẹ mình đang làm gì. Không biết mẹ đang làm gì, nghe nói là bệnh yếu. Không biết giờ đang là sao. Thì khi mà mình suy nghĩ như vậy đó, thì cái hình bóng của mẹ mình đó, nó sẽ hiện ra trong nội tâm, mà cái đó là tưởng quẩn. Cái câu nói mà nói giờ không biết mẹ đang làm gì, cái đó là hành quẩn. Cái lời nói thầm ở trong tâm là hành quẩn. Hình bóng trong nội tâm là tưởng quẩn. Rồi lúc đó mình sẽ có cảm giác, nếu mà mẹ bệnh hay gì đó mình cảm giác khó chịu, lo. Đó là thọ quẩn. Rồi cái thức là gì? Là cái biết được ba cái trước. Cái thức là nó biết được mình đang có cái hình bóng ở trong nội tâm, mình đang có cái suy nghĩ đó, mình đang có cảm giác đó, nó biết được ba cái đó, đó là thức. Cái này là hết sức là quan trọng, là chúng ta phải luôn luôn nhận diện cái cảm giác. Chúng ta phải nhận diện cái cảm giác ở mọi lúc mọi nơi. Ba cái loại cảm giác đó, khi mà một cái cảm giác khoan khoái, thích thú, dễ chịu đó, tham tùy miên, nó ở trong đó. Tùy là nó đi theo, miên là miên mang đó. Một cái cảm giác lạc thọ, dễ chịu, khoan khoái, thích thú là tham ở trong đó. Một cảm giác khó chịu, bực bội, sờn, nó ở trong đó. Rồi một cái cảm giác là không khó chịu, không dễ chịu, đều đều vậy đó. Đều đều vậy đó. Mà mình không thấy, không biết, xì. Nó cư trú trong đó. Mình không thấy nó là cảm giác, mình không biết nó là, đây là cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Mình không biết nó là thọ quẩn. Mà mình nhận cho rằng tôi thấy bình thường, tôi đâu có thấy gì đâu. Tôi thấy cũng không có vui mà cũng không có buồn, đều đều vậy. Tôi thấy vậy, bữa nay con người tôi thấy nó không có vui mà nó cũng không có buồn, nó không có gì hấp dẫn hết, nó cũng không gì khó chịu. Như vậy là si. Tại mình không thấy được thọ quẩn. Quý này thấy cái chỗ này nó sâu sắc. Nó sâu sắc, nó đòi hỏi mình phải thường trực nhìn lại
kiểm tra, kiểm kê, kiểm toán, kiểm soát, luôn nhìn lại. Và tất cả chúng ta, tất cả chúng sanh, con thưa quý thầy, nhìn ra hết tất cả những vụ án trong tin tức hàng ngày có phải chạy theo cảm giác không? Có phải chạy theo cảm giác không? Xì ke ma túy có phải cảm giác không? Nhậu nhẹt đánh lộn đánh lạo đâm chém có phải cảm giác không? Và bao nhiêu những vụ án mà để là ngoại tình đánh ghen có phải cảm giác không? Rồi chạy xe mà hú ga lên rồi đua rồi có phải cảm giác không? Có phải cảm giác không? Hay là huynh đệ trong chùa với nhau mà người này nói một câu lỡ lời hay gì đó, cái người này người nọ nghe là thấy vậy là xin thờ khinh thường tôi, là bắt đầu lúc đó có phải cảm giác không? Vô ngồi thiền nó có yên không? Là ngồi nó nhớ cái hình bóng đó, nó nhớ câu nói đó, nó nhớ cái hành động đó, rồi bắt đầu nó nói tiếp, nó nói tiếp ở trong đó, rồi xong ngày mai gặp là bắt đầu nó phát ra mấy cái suy nghĩ đó đó, có phải cảm giác không? Tất cả chúng ta là đắm chìm hết ở trong cái cảm giác. Nếu mình không nhìn thấy, mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình không có kiểm soát, mình không có quán thọ ở trên thọ, là mình nhận cái cảm giác đó là mình. Trong tương bộ kinh Đức Phật nói vực thẩm thì các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu gọi đó là vực thẩm. Ta nói không có, giữa biển không có vực thẩm. Mà chính cái cảm giác này nè, đó là vực thẩm thật sự. Chúng sanh sẽ bị là rơi xuống cái vực sâu của cảm giác, cảm thọ. Thì chúng sanh đau khổ trong đây, quằn quại trong đây, điên đảo trong đây, chỉ vì cái cảm giác thôi mà rơi xuống khổ thú đọa xứ. Và suốt một cuộc đời mà mình, nếu mà mình nhìn kỹ đi, từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm, cho đến từng nhiều năm, cho đến suốt cả cuộc đời, đều chạy theo những cảm giác thôi. Chạy theo những cảm giác thôi, không nhìn ra, không biết đó nó là cảm giác. Cho nên nó là một cái sự mà gọi là thành tựu được cái thánh trí này đó, mà Đức Phật truyền trao cho mình là nó tuyệt diệu lắm. Tại sao vậy? Đức Phật tóm thầu hết vũ trụ vạn vật này vô trong năm cái quấn này đó, gọi là gì? Vén cái màn bí mật của toàn thể thế giới là trong năm quấn thôi. Cái trí huệ mà Đức Phật thành tựu chứng ngộ chánh đẳng chánh giác là trí huệ, là thánh trí năm quấn, xuyên suốt xuyên thủng hết tất cả sự vật hiện tượng, thân và tâm, vật chất và tinh thần. Bây giờ quý thầy nghĩ coi còn một cái gì, quý thầy nói thử coi có cái gì đi ra khỏi năm quẩn này. Một chữ sắc là bao trùm hết tất cả vật chất ở trên vô lượng hành tinh. Làm gì có cái nào đi ra ngoài nữa, vật chất là nó nằm trong chữ sắc quẩn đó. Rồi tất cả những cái cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức là bốn quẩn sao? Thì còn một cái gì đi ra khỏi năm quẩn này nữa? Đây là thánh trí vũ trụ bao trùm hết toàn thể thế giới. Cho nên cái người mà thành tựu của cái trí huệ này là người sao? Là thấu triệt được bản chất bản thể của vũ trụ vạn vật, là thánh trí. Cho nên quý thầy cứ thực tập ngay tại chỗ ngồi này, quý vị thực tập ngay tại chỗ ngồi này, chút xíu quý thầy ra quý vị thực tập. Tối nay quý thầy ngồi thiền, quý thầy nhìn lại đi, quý thầy sẽ nhận diện thấy một cách tuyệt diệu luôn. Mình sẽ thấy rõ được. Bởi vì hồi xưa mình ngồi lại là một cái đống, nghĩa là xà bần trong đó là giống như cuộn chỉ tơ giò, nó tùm lum đó, mình không biết cái nào ra cái nào hết đó. Nhưng mà bây giờ mình nhìn là mình biết, à đây thọ, đây thọ, tưởng hành, đây thức, thấy rõ từng thứ rõ ràng. Đó là trí huệ, đó là thánh trí bắt đầu khởi động. Bắt đầu khởi động. Và cái bước đầu để mà mình nhìn thấy được chính mình. Như vậy cả một cái công trình tu học của mình là vậy, là không phải tìm hiểu đâu trên trời dưới biển gì hết á. Không phải tìm hiểu ai hết, không có cầu xin ai hết á.
Mà Đức Phật chỉ cho mình hiểu được chính mình, hiểu được chính mình. Mình không hiểu được chính mình thì mình hiểu cái gì ở ngoài? Mình mà mình không hiểu thì mình hiểu được cái gì? Cho nên ví dụ như có một người bị mù từ khi sanh ra, họ đã mù. Từ khi sinh ra họ đã mù, như vậy là họ mù 45 năm. Và cái người mù này đó, họ ở trong một cái căn nhà đó, giờ bẩn rác rến hôi thối suốt trên 40 năm. Và một hôm cái người mù này gặp được thần y, ban cho thần dược để trị liệu cho cái người mù này sáng con mắt lên. Thì cái đầu tiên mà người mù này thấy ở trong căn nhà của họ là cái gì con thưa quý thầy? Thấy được cái gì? Rác bẩn, dơ, quế, hôi hám, cấu nhiễm, ô nhiễm suốt mấy chục năm chất chứa. Nên cái đó để ví dụ cái gì? Mà khi mà họ đã thấy rác như vậy rồi, họ ngồi nó ô nhà dơ quá, rác quá, nhà dơ rác quá, họ ngồi hoài họ nói vậy rồi có sạch không? Sạch được không? Thì người này phải hốt rác, dọn rác, lau chùi, tẩy rửa, thì nó sẽ đi đến cái chỗ nhà sạch thì mát. Như vậy thì nói lên cái điều gì? Còn kết hợp với tứ thánh quả để cho quý thầy thấy là thật sự cái sự tu học của mình nó không có nhiều. Khi mà mình nhìn thấy được năm uẩn đó một cách tường tận và xác quyết, năm uẩn là năm uẩn, không có tôi, không có của tôi, thì lúc đó là nhập lưu tu đầu hàng, thánh quả thứ nhất. Giống như người mù được sáng mắt, nhìn thấy được năm uẩn, là người này không còn ở trong cái đầu óc mà họ từ trước đến nay quan niệm rằng là ngã là bản ngã, là ngã sở, là tôi, là của tôi nữa. Mà người này nhìn thấy rõ ràng, xác quyết vấn đề đây rõ ràng là năm đóng, năm quẩn, thì người đó là bước vào hướng dự lưu hoặc là nhập lưu, là thánh quả thứ nhất, là thành quả thôi, bốn thành quả của một người tu đúng chánh pháp, chứ không có gì lạ hết á. Thánh quả là gì? Là thành quả của người tu đúng chánh pháp, thì nó được bốn thành quả, chứ không có cái gì lạ hết á. Thành ra mình trồng cây mà nó không có trái thì cái đó mới lạ, mà mình trồng cây nó có trái là bình thường chứ. Cho nên mình tu mà nghe nói thánh quả mình sợ là sao? Cái đó là bất bình thường. Tức là mình người đó tu không đúng, người đó trồng cây không đúng, cho nên mới nói trái là người đó sợ. Còn người mà trồng đúng, đúng phương pháp, giống tốt, có kỹ thuật, thì cái người này ra trái mà trái tốt nữa cơ, cái đó là bình thường. Như vậy thì bốn thành quả của một người tu theo đúng chánh pháp là gì? Thành quả thứ nhất là mở con mắt sáng, là pháp nhãn thanh tịnh, minh sanh, trí sanh, tuệ sanh, tri kiến sanh, thánh tri kiến. Thành tựu là người này thấy được năm thủ uẩn. Và khi thấy được năm thủ uẩn đó đó thì sao? Thôi ôi da, khủng khiếp quá, thiệt là khủng khiếp, thiệt là xót xa, thiệt là đau đớn, thiệt là không thể nào ngờ nổi, sốc toàn tập. Sốc, sốc, sốc cái gì? Là đầy dẫy tham dục, sân si, ngã mạn, những cái cống nhiễm trong nội tâm mình nào tới giờ. Ô da da, kinh khiếp luôn mà mình không thấy. Hồi xưa mình cứ tưởng mình là ngon, ta đây hơn thiên hạ, cống cao ngã mạn, khen người mình chê người, dương dương tự đắc. Bây giờ mới thấy nhục nhã, xấu hổ, tàm quý, gục cái mặt xuống, cúi cái mặt xuống. Đó là bậc thánh, từ nơi xấu hổ nhục nhã mà tiến tới nhập lưu thánh quả. Khi một người thấy được nội tâm mình, thấy được năm uẩn, người đó sẽ nhìn thấy những cái rác bẩn, những cái cống nhiễm, ô nhiễm ở bên trong nó đầy dẫy hết. Thì người này đã bắt đầu hốt rác, hốt những cái rác thô đó, đổ bỏ. Đó là thánh quả thứ hai, đã hốt được rác thô.
Thánh quả thứ ba đó, thành quả thứ ba đó là gì? Là sau khi hốt rác thô rồi đó, thì người này đó hốt những cái rác nhỏ nhỏ nhặt nhỏ nhiệm trong góc, trong kẹt tủ, kẹt bàn, kẹt giường, quét móc nó ra, moi nó ra, à quét hết những cái rác đó, mà tế đó nhỏ nhiệm đó là thánh quả thứ ba. Và sau khi quét hết, móc hết rồi đó, thì người này lau chùi tẩy rửa cho nó sạch hoàn toàn, không còn một chút mùi hôi nữa, thì đó là thánh quả thứ tư, cứu cánh của bậc A-la-hán. Đó là toàn bộ công trình tu hành người xuất gia mình đó. Vậy đó, tên đơn giản vậy, chứ không phải hướng ra ngoài cầu xin ai, không ai ban cho mình được cái gì hết á, mà chính mình phải làm cái công tác vệ sinh tẩy rửa, diệt tận nhiễm ô, là công việc duy nhất của đời sống phạm hạnh. Diệt tận ở đâu? Ở trong những cái cảm giác dục tham ái sân hận vô minh bản ạ. Mình tẩy từ từ, mình lọc từ từ, mình thấy đó, mình sẽ phát giác ra, khủng khiếp lắm. Từ từ chúng ta sẽ học, mà nào giờ mình nghe thôi, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, chứ mình chưa có thấy. Mà mình thấy ra rồi đó, là mình khủng khiếp luôn. Ba cái lậu hoặc này là những cái trạng thái ngấm ngầm, hoạt động một cách âm thầm mà nó qua mắt mình không hề hay biết. Vậy nó điều khiển toàn bộ chúng sanh hết, tất cả chúng ta. Đức Thế Tôn nói là gì? Là nô lệ cho dục, nô lệ cho ái, nô lệ cho tham. Nó sai khiến mình là chạy dài dài, chạy hoài hoài, chạy vĩnh viễn, chạy cho tới già 70-80 tuổi thì nó cũng không dừng lại được. Tại vì sao? Tại vì nó nung tự trong cảm thọ phía dưới, nó nung lên 70-80 tuổi rồi thì hãm hiếp một đứa bé gái khủng khiếp không? Đó là gì? Là cái trạng thái hoạt động của dục lậu. Bé gái mà chưa đầy một tuổi khủng khiếp như vậy đó, kinh khiếp như vậy đó, khiếp sợ như vậy, khiếp đảm như vậy đó. Cho nên mình học cái này rồi mình nhìn ra, mình mới thấy mình run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, khủng bố, là tất cả những cái đó là nó ở trong mình. Cho nên càng thành tựu cái trí huệ thâm sâu chừng nào thì người đó càng nhìn thấy rác nhiều chừng đó. Mà càng thấy rác nhiều chừng nào thì người nào cái trí huệ càng sáng tỏ chừng đó. Còn cái người mà chỉ nhìn thấy người ta không đó, thì cái người này phàm phu. Càng thấy được mình, thấy được một cách hết sức là thâm sâu. Chỉ cần nó nghĩa là gì? Nó manh nha thôi, nó rụt rịch, nó cục gịch thôi, ở trong cảm giác là mình thấy được liền. À, ta đã phát giác ra mi rồi nha, đừng có quậy ta nghe không, mày làm cho ta khốn khổ 30-40 nay như thế là vừa đủ rồi, tới đây là vừa đủ rồi. Ta đã đau khổ với mi bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi, vô đi đi, người tan biến đi, đi ra khỏi đi, đừng có làm hại ta nữa. Lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp cái kẻ làm nhà này. Bây giờ rồi mà đã bị sụp đổ rồi, cột kèo bị tan dở rồi, nay ta đã phát hiện được cái kẻ làm nhà này rồi, tham ái hãy tiêu vong. Đó chính là cái bài kệ chứng ngộ của Đức Phật với quả Bồ Đề. Thì Đức Phật thành tựu thánh trí năm uẩn và phát hiện ra thật sự một cái tên thủ phạm đại ma đầu, nó thâm sâu, nó ngấm ngầm hoạt động ở phía sau bức màn, nó giật cái sợi dây cho tất cả chúng sanh này phải chạy dài dài, tìm kiếm chạy, truy tầm truy đuổi, tìm cầu vô lượng kiếp là dục tham. Coi chừng nó trá hình ở những cái này cái nọ cái kia, mà mình đều bị nó gạt hết.
đều bị nó gạt hết. Nếu mình không thành tựu thánh trí là gạt hết, lừa hết. Này các tỳ kheo, tất cả chúng sanh là bị sắc lừa gạt, bị cảm giác lừa gạt, bị tưởng lừa gạt, bị suy nghĩ hành lừa gạt, bị thức lừa gạt, tất cả là lừa gạt, dối lừa. Và chúng ta bị một cú lừa đau đớn một tỷ kiếp rồi, con xin thưa quý thầy, 3.000 tỷ kiếp nữa chúng ta cũng sẽ bị lừa. Nếu mà chúng ta không thành tựu cái thánh trí năm uẩn này thì nó còn lừa dài 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 dài, mãi mãi bất tận. Chỉ có thành tựu cái thánh trí này mới có thể nhìn ra được cái bộ mặt thật sự của cái tên đại ma đầu Bạch Cốt Tinh. Mà có mắt Đường Tăng không có nhìn ra được, chỉ có mắt lửa trọng vàng 7-7-49 ngày ở trong lò bát quái mới nhìn ra được nó là yêu tinh, nó là Bạch Cốt Tinh. Đó là thánh trí mới nhìn ra được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, mới có thể nhìn ra được tất cả những cái gì xảo trá gian ngụy, hiểm độc hiểm ác của tất cả những cái thứ phiền não mà nó đang trú ẩn ở bên trong ngũ uẩn, phát hiện ra được hết. Và thì phát hiện ra được rồi đó, mình mới có thể là dùng tất cả những cái binh khí tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý thức, ngũ căn, ngũ lực, thất vào địa phần, tất cả 37 phẩm trợ đạo là mình diệt tận đó. Thì đó là tinh thần của chiến sĩ dũng sĩ, tinh thần của đại sĩ và vô thượng sĩ. Kính chúc quý thầy trở thành bậc chiến sĩ ở trong chánh pháp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.